xin dấu của kiểm lâm sở tại đây, đúng không? Kiểm lâm khác. Kiểm lâm là giấy đi xong rồi em về thì em mới đăng ký ở chỗ kiểm lâm ở bên đúng em. Đúng rồi, bạn có đem giấy, phải có giấy kiểm lâm ở đây về bạn mới đăng ký được. Chính xác. Còn nếu không có giấy kiểm lâm mà giấy viết tay không thì hai người với nhau thì nghĩ đi. Vâng. Nhưng mà thật ra nó đồng vật thông thường, đăng ký được mà không đăng ký thì chả sao. Đấy. Để tủ. Đây là số anh em nuôi đây 10 người thì 9 người để trong tủ không cần đi đăng ký đâu. Vâng. Đâu phải ai ép đâu mà. Con hết được hết cả. Lại đây. Mang hồ sơ lên. Lấy hồ sơ lên đây. Đây một cái này. Thôi, cho tôi sờ. Anh kiểm tra luôn đi. Nó không có gân nhá. Kiểm tra luôn đi. Nó không có cái gân gì nhá. Tức là nó không có hòn dái. Anh xác nhận nó là con cái thì em mới ấy nhá. Tí nữa anh bắt con đực ra thì anh sẽ sờ ra nó sẽ có gân ở đấy. Con này nhẹ. Nhẹ thì nó cũng phải tầm cân 4 cân rưỡi, cân 3, cân 2, cân 2. Rồi, thế còn đấy tí mình bắt con to mình bù vào. Bắt đôi to bù vào. Vâng. Thấy không? Bắt đôi to bù vào bù vào, thấy không? Vâng. Nên bây giờ nó là con vật sống không thể chặt thêm miếng bùa vào đấy được. Bây giờ cân 2 tôi bắt được con một con 7 đúng không? Đúng. Cân 8 đúng không? Đúng rồi. Đây con cái kia. Đây con cái này. Đây cũng là con cái đúng không? Mình quay cân ở đây để quay video đi. Chú lựa con nào có khỏe hả cháu? Ơi, chú đánh dấu đỏ. Hàng đây là phải khỏe bắt anh đấy. Chú ăn dấu đỏ là nó phải khỏe. Phân biệt được cái. Nhưng mà nhân tiện đây em cũng khuyến cáo luôn những anh em bảo con đi mua và đi mua giống là hay bị lừa cho bắt con được vào đấy. Thôi cứ bỏ ở đây đi. Thoải mái chưa nè? Con lo bùn bé thoải mái chưa? Rồi ok. Tức là nó không đều được nhưng mà bù không đều được. Không đều được hết đâu. Chuồng này như chuồng cái hết sao ấy? Con được rồi. Đây con được đây. Chờ nhá, nó có chim nhá. Đấy chưa? Đúng rồi. Giờ anh xác nhận được chưa ạ? Rồi, được. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Đấy. Cho đây thành một đôi luôn. Rồi. Đây một đôi này, nó được một cái này. Rồi. Cho tiếp. Con này nó hơi bé nhỉ? Bé này... Không bé đâu, còn bé cân rưỡi. Đừng nó nhảy ra, bé nó đi với con bé. To như con to. Con này nếu nó sổng phường phát nó có đi xa không? Được. Nếu mà anh mà nó chạy chậm lắm, còn nếu mà anh nuôi được 1-2 tháng quen chuồng nó vẫn về. Vâng vâng. Con này nó quen chuồng như chú chó ấy mà. Vâng. Còn nó sổng phát nó đi mất hút là. Tất nhiên là cái chuyện mà nó sổng ra mất là chuyện bình thường đấy, nên là trong quá trình chăn nuôi ta phải bảo vệ đó. Vâng. Vừa xã viên nuôi vừa mình nuôi. Vâng. Con to kia nó giữ chuồng này. Bây giờ trong chuồng cũng có một con nó giữ chuồng. Nó không có. Đây đây sao? À đây con đực này. Nhá. Đấy sao vào. Đúng rồi, đây là con đực. Đúng rồi. Đây là hai con đực rồi. Con này là con cái sao ấy nhỉ? Con cái à? Con đực. Con này cái. Đây là một con cái to, con cái bé rồi. Đây là con cân 7. Con này cân 7 thì cho vào cái con này ăn cái được. Được thì cho vào đây hai được một cái này. Ba cái rồi nhé. À đâu? Hai cái hay được. Hai cái hay được. Hai cái hay được. Hai cái được. Con này con được. Kia là một này. Ba được hai cái. Thì bây giờ mà được một con được nó là thành 4 con được rồi. Thế là bắt thêm hai con cái nó là đủ 8 đôi. Đủ 4 đôi. Chỗ này vẫn có hai con đúng không? Vâng. Cân 8. Đây là hai con cá à? Hay một đực một cá? Một đực một cá này. Đây là vài lần nữa là thiếu một con cái. Thiếu hai con cái nữa nhỉ? Vâng, bây giờ cân 8 nhé. Ok. Cân 8 đây là con cái. Con này con là con cái đúng không? Ừ, cho nó lòng đi. Con này con được đi đúng không? Cái có gì đâu. Cho lòng này à? Không có gần. Cái lồng đấy lại cho rồi ba con rồi đấy. Đấy ba con kia con nữa. Đưa thôi, cho ba con thôi. Bốn con nhiều quá. Đúng. Bà lấy thêm cái lồng nữa đi. Lấy thêm một cái đi, xe Nova to mà. Chật quá về tí nữa để chưa nóng đúng. Nóng phát nóng rồi. Kia mời kia một cái. Đây hai cái nhá. Vâng. Xịn luôn đấy, cái xịn luôn đấy. Bắt lên đầu phải kiểm tra ăn đấy, tôi đây được tôi không dám bán được ấy. Như khác nhất mẹ mà trong chuồng không cẩn thận đấy. Tầm 8 một chín. Rồi ok. Chưa sơn hả? Sơn luôn. Chưa sơn. Đây hàng cái dữ. Hôm qua quay cái video lên. Ôi.
Vâng. Có thằng nó nhìn thấy cái vết sơn đồ đó này xong rồi nó lại bình luận ở trên cái tài khoản này, nó nói bảo John thì đánh nhau vãi cả máu rồi cũng quay lên trên TV. Mẹ đúng rồi. À mà đó bảo nhím ý. Nhím 200.000 cân quay lên làm gì? Còn đánh nhau chảy cả máu này bảo đúng rồi. Đầu à não, mồm nhanh hơn não. Thì ông sáng ngày ông còn bảo là con này là con gì? Con cày cày. Con này con gì? Đôi khi người ta người xui mà không biết ấy. Con này em với em thả hai cặp cho tới khi nó đẻ nó trăng con, nó con được có cắn con không? Không, không cắn đâu. Đây mình toàn nuôi thế mà. Vâng. Bây giờ anh em nó nuôi thế chứ của mình đâu. Người ta làm chuồng rộng người ta còn nuôi cả bầy chứ. Vâng. Làm chuồng hẹp thì chịu khó ghép, còn không thì làm bố chuồng rộng thả bếp vào. Làm hẳn chục mét vuông thả phát hết về trong đấy cũng được. Càng nhàn. Nó thích phối nào phối, khi nào nó đẻ thì kệ nó đúng không? Thích nhiều đực nó nhảy này đùa đậu là còn chuẩn đấy. Vâng. 3-4 con đực trèo nhảy còn đậu nhanh hơn đấy. Vâng. Có nhiều con đực nó yếu ấy. Nó không nhảy được đúng không? Nhảy vẫn nhảy lần, có lần nó đậu lần không ấy thì có con khác hỗ trợ cho đúng không? Con này động dục khoảng độ bao nhiêu ngày? Này hay là nó động cho tới khi mà nó mình... đậu thai thì nó mới thôi. Thật ra mình cũng không nắm được là nó đậu bao nhiêu ngày, nhưng mà mình cứ thấy cái con này cũng có tí nhân nhớt ở bướm đấy. Nhân nhớt nó ra ấy, nó có nhiều con, nó có mấy giọt máu. Chục ngày là bắt đầu nó nhảy rồi. Con cứ đừng cứ lùa nhảy thôi mà. Đây video quay lên nó nhảy mầm ấy. Con này cứ để tối này được chứ, hay là vẫn phải có tí ánh sáng? Thì tối mà để thắp điện làm gì? Cái này là anh em vào thì mình bật lên để bắt hàng, như còn mấy ai tự nhiên đi bật lên làm gì tốn điện. Cứ để tối thế này thôi. Quên đi, chưa đóng cửa này lại. Chứ chỉ cho ăn này, mình có cho ăn... Em cho cán kiết gì không anh? Ở đây nhá, là mình đang nấu cháo. Mấy hôm nay là trời nắng nên mình nấu cháo cho ăn. Ví dụ như 2 bơ gạo, ví dụ đi, nấu thành cháo, xong rồi nấu chín xong để cho 2 bơ cám viên của lợn vào. Nấu qua qua lên lúc sôi lên lúc rồi múc ra cho ăn thôi. Đấy. Còn nếu mà đấy nó đủ đâu. Cứ kêu là đủ rồi. Còn mình mua thêm cái mùa hè này mua thêm cái điện giải. Cái điện giải nước điện giải gì? Bây giờ nó có bột mà về pha vào nước cho nó uống. Vâng. Đấy. Mấy hôm đầu này thì mua thêm tí men tiêu hóa nữa cho nó dễ tiêu. Men tiêu hóa của người mình dùng cái gì? Gà vịt động vật ấy. Vâng, vâng. Thì trong quá trình vận chuyển về thì nó về thì đường ruột nó sẽ sậm xẹt giống mình thôi, đi mãi nó khó chịu trong bụng ấy. Vâng. Thì có tí men tiêu hóa với tí điện giải vào nó bù nước rồi nó sẽ hỗ trợ là con đấy nó không bị khó tiêu. Đấy, 1-2 hôm nữa là nó ổn định lại sức khỏe rồi bình thường. Vâng. Con này bên mình bảo hành cho bạn 10 ngày luôn. Đấy, cứ tuân thủ một số nguyên tắc của mình với lại tuân thủ hướng dẫn của mình. Thì trong vòng 10 ngày đấy nếu mà không may nó bị tạch con nào thì mình sẽ hỗ trợ lại. Vâng, rồi. Bạn cứ thịt sạch. Không may nhé, mình nói là trường hợp không may rủi ro nhé. Thịt sạch cứ xuống đồ ăn khác. Rồi. Nếu trường hợp mà xa không còn thì sau mình gửi xe, ví dụ như thế. Đấy là rủi ro không may thôi. Không ai mong muốn cả. Vâng. Đấy, tôi cũng không muốn nó chết mà bạn không muốn nó chết đúng không? Nhiều người người ta có tiền thì không sao, mình nông dân này thì nhìn mấy con này nó cũng là một khối tiền đấy. Nếu yên tâm đi, đã mua ở hợp tác xã thì sẽ có bảo hành. Còn anh đi mua ở các cái chỗ tư nhân thì đôi khi là nói mồm trong thôi. Vâng. Ở đây có địa chỉ đàng hoàng, có con dấu con má, có hợp đồng bảo hành cho các anh chứ. Đâu phải là cứ bắt xong là xong đâu. Còn trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc kỹ thuật cần cái gì các anh cứ điện mà. Con này về em cho ngô, khoai, sắm được hết đúng không? Được, nhưng mà buổi sáng. Vâng. Buổi chiều là cháo, ở đây tôi đang cho ăn cháo lúc nãy tôi vừa báo đây. Rồi. Cháo cám, cháo với lại cái gạo ấy. Rồi. Còn nếu mà anh mà nuôi ít mà anh ngại nấu cháo thì cho ăn cám viên không được, chả sao đâu. Rồi. Không biết. Còn là buổi sáng là cho ăn hoa quả. Buổi rau củ chiều khoảng 3-4 giờ đấy là cho ăn cháo với cá. Tầm mùa hè này phải 5-6 giờ, 6 giờ nó mới bắt đầu ăn. Rồi. Đấy, còn mùa đông thì nó ăn sớm hơn. Vâng. Đi xuống đây anh làm giấy tờ thủ tục hợp đồng. Đây, em nấu cháo luôn rồi này. Thì hướng dẫn luôn này. Đấy.
đây cái đồ đồ ở đây là bí đấy nhá. Vâng, bí. Đấy. Bố ở đây là em cho cũng tầm 4 quả bí. 4 quả bí cho đun cùng với cháo. Cháo. Là nó sẽ em nó chín cháo, chín cháo vâng. Xong rồi ví dụ anh đun hai bơ. Anh đun hai bơ bơ gạo nhá. Vâng. Thì anh đun thêm chín rồi mới cho thêm hai bơ cám, tức một nửa gạo nửa cám rồi cho rồi. Đun sôi lên. Thì đến chiều là 6 giờ tối là bắt đầu cho ăn. Mỗi con thì chị ăn hết nấy thôi. Vâng. Bây giờ nó bé nó chị ăn hết nấy thôi. Tần đấy là vừa. Ờ. Còn nếu mà sau này ngại quá đấy là như này, nấu nồi nước sôi. Rồi. Cho mẹ mấy bơ cám vào, đun sôi lên nữa rồi đổ cho ăn. Nếu mà anh ngại nấu cháo, nấu ăn cũng được. Ừ, nhanh hơn. Mua cái cám lợn đây. Cứ đun sôi nước lên xong rồi bắt đầu đổ cám vào đấy nấu xì chỉnh lúc nữa cho ăn. Đấy, đối với hộ nuôi ít thì thế. Còn đây thật ra là muốn nó nuôi nhiều thì muốn nó rẻ xuống đúng không? Đúng thì rồi. Mình đun thêm gạo thì nó nở ra nó được nhiều hơn. Nó rẻ hơn cám. Ừ, nó rẻ hơn cám. Được rồi. À, bản xuống đột ngột bắt giống. Đấy, thì chưa kịp làm giấy thì bên mình sẽ điện cho Kiểm Lâm họ xác nhận là bạn bắt có giống ở đây. Giấy hợp đồng bao tiêu, hợp đồng xong là mình sẽ mai gửi giáo lên. Rồi. Ừ, mai gửi giấy lên xong nhé. Đấy. 100% là ở đây hỗ trợ hết rồi. Giấy tờ cho anh từ A đến Z. Nếu anh bắt từ 4 đôi như này là anh không mất nghìn nào. Ừ. Chiều em xin thì đến mai thì em gửi cho. Đây thì nếu mà em muốn mình sẽ bảo lãnh bằng con dấu của tất xã cho bạn về. Vâng. Nhá. Rồi. Ok luôn. Xong rồi mai mới. Có ai em không đi đăng ký đâu. Bởi vì cho em nó là thuộc dạng vùng núi. Ừ. Thì là Kiểm Lâm nó cũng là căng hơn đây. Tôi đã nói rồi, những cái người ở vùng núi xuống đây lấy giòn cày rúi nên làm giấy tờ. Vâng. Đấy. Ở đồng bằng thì ví dụ như tỉnh Thái Bình, Nam Định thì nó không có hạt Kiểm Lâm, nó chỉ có chi cục ở trên tỉnh. Thì thật ra người ta cũng ưu tiên cho người chăn nuôi ở dưới đấy, không có đăng ký nhiều. Nhưng ở trên miền núi ấy, mà cứ ông không có giấy tờ là hôm qua mày vừa bẫy trên rừng về đúng không? Đúng rồi, thế là nó thu luôn là tốt. Đúng không? Đúng rồi, thế là nó thu luôn, phạt hành chính, vừa mất tiền để vừa mất giòn. Đây. Đúng rồi, ở trên núi nó thế. Nên là tốt nhất là chúng ta nên có một cái giấy tờ hợp pháp để chúng ta nuôi nhốt cho nó hợp lý. Vâng. Trong quá trình chăn nuôi thì nó sẽ ra một cái vấn đề gì đấy, thì có cái người họ bán họ bảo lãnh cho. Đấy. Bằng giấy tờ. Nhiều người cứ viết giấy tay xong đến mai mà mua ở đâu mà không. Em không bán anh đâu. Đúng không? Thế là con này mang thai bao nhiêu tháng hả anh? Con này là nó sinh nó mang thai từ hơn 90 ngày. Nó tùy từ con phối rồi. Tức là hơn 3 tháng đúng không? Đúng rồi, tầm 3 tháng ấy. Tầm 3 tháng là ừ. Để thì nó đạt 1,5 cân thì bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 4 tháng mới đạt được 1,5 cân. Thì đồng nghĩa việc là bây giờ là đang tháng mấy âm lịch? Giờ tháng 5 lịch đúng không? 5. Ừ. Thế là nó đẻ từ đầu 5. Năm mà bây tháng 5 năm nay có 2 tháng nhuận là 2 tháng 2. Đúng rồi. Thì tháng 3 nó đẻ rồi. Được chưa? Trung bình mỗi 1 năm nó đẻ được khoảng bao nhiêu lứa? Trung bình nhá. Bây giờ nó 52 lứa đấy em ạ. 52 lứa. Ừ. 2 lứa mà mất 9 6 tháng. Mang thai mất 6 tháng thì mang thai 3 tháng thì 2 lứa cho 6 tháng đi. Ừ, 6 tháng còn 6 tháng còn lại là mỗi con mới lại phối mới lại con. Dưỡng thai mới lại nó trong quá trình đấy những con nó chưa đến mùa lên giống nữa. Nó giống hệt con nhím mà. Vâng. Anh ấy cho em hỏi, nếu em mang về nuôi mà nó không thụ thai mà con ấy nó không động thai được thì có trong đổi được quá trình chăn nuôi ở đây nhá. Tất cả là bên anh có hợp đồng hết. Nếu em nuôi không sinh sản những con nào ấy thì bên anh sẽ hỗ trợ cho em đổi con đấy. Ví dụ nhá, em bắt con này lúc này nó khoảng tầm 1,5 cân đúng không? Vâng. Thì sau này em nuôi được 5 cân thì em đem 5 cân xuống đây anh sẽ đổi em ngang một con 5 cân về sinh sản được đúng không? Đúng rồi. Đấy. Rồi, rồi. Tức là chuồng trại anh lúc đấy con 5 cân em thích đến ưng con nào cùng trọng lượng em nuôi rồi thì trong quá trình đấy ông cũng nhận biết được con nào đẹp đúng không? Ưng mắt em không? Em đổi một con thế. Đổi một con. Ừ. Với khối lượng y chang như nhau đúng không? Đúng rồi. Đấy, những con nào em thấy kém sinh sản ví dụ bắt 10 con này cho em đổi 3-4 con nữa ạ. Ừ, chứ còn không thể là mang cả đàn đây rồi. Đấy, đúng rồi. Anh chỉ hỗ trợ rồi, cho con sinh sản kém hoặc không ưng ý em. Còn là nó không sinh sản được. Ừ. Đấy. Thế anh, nhưng mà con do này em muốn mua khoảng 5 con mẹ cho 3 con đực. Được không? Về phối liệu vậy có được không? Hay được là cứ một mẹ cũng được với nhau? Nếu nhá em có hai cách phối. À. Một là em nhốt một đôi như cái chuồng ở đây nhá. Vâng. Chuồng đây. Tất cả những chuồng hệ thống như này thì là em có thể là
nuôi cho anh là một đôi nhá. Vâng. Còn nếu ấy, đây em vào trong này xem, nếu muốn nuôi ví dụ 5 con đấy mà em muốn nuôi thành một chuồng là 2 con đực, à 3 con đực với 2 với 5 cái ha, thì em có thể làm như cái chuồng như thế này này, chuồng to như này đúng không? Chuồng to này, nhưng mà em không cần to này, chỗ này nuôi được 50 con cơ. Vâng. Em chỉ làm cho anh khoảng tầm một phần như thế này thôi, tầm 4 đến 6 mét vuông là nuôi được chục con trong một chuồng thôi. Chuồng con thì tại làm sao phải làm như thế? Thì trong quá trình chăn nuôi ấy, là con giòn này nhiều cái đĩa đây thì con bố với con mẹ nó cũng không cắn con đâu, nhưng mà nó chạy lăng nhăng nhiều khi con khác nó dẫm vào. Dẫm vào. Thì mình làm chuồng bé thì nó sẽ dẫm con khác, nó chạy dẫm một con ngon nó. Vâng. Thế mình mới làm cái chuồng to ra để nó dẫn con ra góc khác ngồi. Thì nó sẽ không bị hiện tượng con khác dẫm con nó chết thôi. Vâng. Đấy. Thì anh có hai lời khuyên. Một là em làm chuồng này em nuôi đôi một. Hai là em kích chuồng to lên em nuôi hai đôi một cũng được. Vâng. Đấy. Anh nhưng mà bây giờ hiện tại em đang làm nhà chuồng ở nhà, em làm chuồng mấy bé này thôi. Thì là ví dụ một ô này em nuôi một con cái. Ừ. Nhưng mà đến lúc phối thì động dục thì em cho một con đực hắt nó nhảy vào đây thì liệu nó có nhảy không? Ví dụ em hoặc là con này phối thành công em bắt con đực này nhảy sang con được, cái khác. Chả sao cả. Như thế mới được đúng không? Ừ. Thế nào cũng được. Ví dụ như nha, mình giống nuôi giống con cầy ấy, tức là con đực ở giữa này, hai cái hai bên chẳng hạn, làm cái chuồng rút này cái để chui sang con phối chẳng hạn, hoặc là mình có thể là xách con đực phối sang con này nhá. Đấy, đậu rồi. Vâng. Thì mình tách con đực sang bên này mình phối con cái tiếp theo. Okay. Nhưng mà một năm thì nó chỉ phối được khoảng tầm 2 con thôi. Một con đực chỉ phối được khoảng hai con cái nữa thôi, vì con cái này là năm động được có mấy lần thôi, đâu phải lúc nào mình cứ chọn được nó động được thì đi phối khắp đâu, mà trong quá trình phối mình cũng phải phát hiện được con cái chắc chắn 100% nó đã đậu rồi thì mình tách đúng không? Đúng rồi. Thì lúc đấy mình nhìn bụng nó to ra như này này, kiểu như là nó nắp chửa thì mình nắp phát hiện rõ ràng thì đây như con cái này, đây con cái này là anh là nó chửa rồi này, con cái nó chửa đấy, kia là con đực đúng không? Ừ. Đấy, ví dụ như này là mình phát hiện bụng nó chữa to rồi thì mình mới tách con cái con đực ra chứ. Vâng. Bây giờ nó chưa chữa mà mình tách con đực ra thì nó sẽ bị cái hiện tượng đấy là mình phối như thế là nó ví dụ nó không mà, được, nó bó mất lứa. Ví dụ nó chưa đậu mà mình đã tách thì nó lại ấy. Đúng rồi. Đấy bây giờ thì thế con này có cận huyết thống được không hay là mình cũng phải rõ ràng không cho nó cận? Mình trong quá trình như mình phải đừng cho bố mẹ phối với con. Vâng. Ừ. Cùng một đời như này thì phối thoải mái nhưng bố mẹ với con mình không thể phối được. Đúng không? Vâng. Thế anh lựa cho em bác khoảng 4 đôi ạ. Khoảng 5 tháng thôi. Nhiều thì em sợ tài chính em không đủ. Với em mang về nuôi em bắt được cái bé. Bây thì giờ được nhiều chọn đẹp, bây giờ để được nhiều đôi hơn để em mang về nuôi. Bây giờ thì anh cứ chọn được cho em bao nhiêu chọn. Được cái có lệch liếc thì không. Đến biết đường. Vâng. Nếu mà